Chào mừng anh chị đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Thì sau cái chuỗi ngày khuyến mại các dòng TV lớn của các hãng như là LG, TCL với các cái size từ 55, 65 inch, 75 inch, thì rất nhiều anh chị đã có để lại bình luận trong các cái video vừa rồi bên em có đăng lên là anh chị đang có nhu cầu muốn mua các cái dòng TV của Samsung với cái size là 65 inch. Thì từ trước đến giờ hiện tại với cái dòng TV của Samsung thì các size lớn từ 55, 65, 75 thì giá thành của Samsung thường là sẽ cao hơn so với các hãng như của LG hoặc là TCL. Đối với các cái mẫu TV 65 inch của Samsung với đầy đủ tính năng là dòng 4K này, có kết nối Wi-Fi, Bluetooth, có điều khiển thông minh, hỗ trợ giọng nói tìm kiếm bằng tiếng Việt, thì với giá thành của 65 inch với đầy đủ tính năng như thế thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 18 đến trên 20 triệu tùy model. Nhưng ngày hôm nay tại siêu thị điện máy Ecomart thì bên em đang sập giá TV Samsung với cái model là 65AU7700 tại siêu thị điện máy Ecomart đang chạy khuyến mại với giá cực kỳ là tốt, chưa đến 16 triệu, cụ thể là 15.760.000 là anh chị đã có thể sở hữu được chiếc TV 65AU7700 với kích thước 65 inch, đầy đủ tính năng, dòng 4K Smart TV, điều khiển One Remote, hỗ trợ tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, có kết nối Wi-Fi, Bluetooth. Với cái mẫu AU7700 65 inch này sẽ thiết kế là hai chân chống hai bên. Đã. TV này thì thiết kế là tràn viền ba cạnh thì cho cái khung hình nhìn nó sẽ rộng hơn, đẹp hơn. Em sẽ lại gần hơn cái thiết kế của TV để anh chị có thể nhìn rõ hơn. Đây là dòng 4K Smart TV. Hệ điều hành của nó sẽ là hệ điều hành Tizen OS 2021. Cái mẫu 65AU7700 này là mẫu ra mắt từ năm 2021. Tuy nhiên thì trong năm 2022 hãng vẫn chưa bỏ mã và vẫn tiếp tục sản xuất cho đến bán trong năm 2022. Đây là chân đế. Chân đế sẽ là chân đế chữ V chống hai bên. TV này thì tràn viền ba cạnh. Dòng 4K Smart TV. Hình ảnh đẹp sắc nét với đầy đủ tính năng. Có điều khiển giọng nói này. Có kết nối Wi-Fi, Bluetooth. Cái chất lượng hình ảnh, màu sắc rất là sống động, đẹp và cực kỳ là sắc nét. Cái model 65AU7700 này với cái tần số quét là 60Hz thì anh chị có thể thoải mái sử dụng để trải nghiệm xem các cái chương trình, các cái ứng dụng trên TV, là nghe nhạc, xem phim trực tuyến thì rất là mượt mà. Và với cái công nghệ 4K thì cho hình ảnh cực kỳ là sắc nét. Tiếp đến là với cái công nghệ hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói bằng tiếng Việt trên điều khiển One Remote của TV thì nó sẽ hỗ trợ trong cái ứng dụng của YouTube. Khi mà anh chị vào truy cập vào YouTube thì không cần phải gõ và đánh từng chữ đâu, anh chị chỉ cần ấn vào nút có mic trên điều khiển là anh chị có thể tìm kiếm được các cái chương trình yêu thích trên YouTube rồi, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cũng như là tiện lợi trong cái việc tìm kiếm các cái chương trình muốn xem. Và cái mẫu này thì hiện tại tại siêu thị điện máy Ecomart vận chuyển và lắp đặt miễn phí quanh khu vực Hà Nội, bán kính 20 km. Nếu mà anh chị nào mà đang có nhu cầu mà muốn tìm mua các cái dòng sản phẩm hoặc là tìm mua các model TV của Samsung với size lớn thì hiện tại thì đây là một cái mẫu đang có giá cực kỳ tốt, và chưa bao giờ một cái mẫu TV nào của Samsung 65 inch mà lại giá xuống dưới 16 triệu như bây giờ. Thì đây thực sự là một cái cơ hội rất là tốt và hiếm có để anh chị có thể sở hữu được một cái chiếc TV màn hình lớn của Samsung. Ngoài ra thì tại bên em cũng đang giảm giá rất là nhiều các cái mẫu sản phẩm TV khác. Thì anh chị nào mà đang có nhu cầu hoặc là đang quan tâm các cái mẫu TV nào thì anh chị cứ để lại bình luận để bên em sẽ cập nhật trong các cái video sau. Cảm ơn anh chị.